À, này tính tổng thì mình tính tổng mấy số 99 mình tính được đúng không bạn? Bài này mình sẽ mấy số này mình sẽ tính được. Tổng này thì như vậy, để biến đổi cái đề bài thành cái này á, thì mình chia cho 9 đi ha. Chia 9 thì trên này nó còn 111 một ăn, thì mình nhân 7 bên ngoài nữa ra đúng không? Giờ trong rồi, 10 trừ 1 99 biến thành 2 trừ 1 9 3 trừ 1 này n số. Nhóm mấy cái 10 rồi, 1, 2, nào. Còn cái trừ 1 nhóm lại, ở đây mình có thì đếm từ 1 ha, đến n, là n số 1. N số 1 thì cộng lại thì nó ra n. Đây là tổng của cấp số nhân. Nhân là sn, tức là gì? Một là 10 ha, một là cái số đầu tiên này là 10. Quy đây là số sau dưới trước 10 luôn, 2 chia này n số 2. Rồi. 1 chia quy là 10.